Mời quý vị và các bạn tiếp tục cập nhật những tin tức đang được quan tâm cùng chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Thành đô Dễ Ngọc sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quý vị. Hôm nay Chủ nhật ngày 24 tháng 3, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Lửa bùng phát trong nhà sách ở Bình Phước, nhiều người hốt hoảng tháo chạy. Nhiều hàng quán ở thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất 2024. Đông đảo người dân xem chiếu phim miễn phí bên sông Hàn. Bắt quả tang nhóm đối tượng thuê máy tính chiếm đoạt tài khoản Facebook để lừa đảo. Ấn tượng con đường qua 10 giờ ở Long An. Theo chân lực lượng tuần tra bảo vệ những cánh rừng cổ thụ ở Tuyên Quang, mời quý vị bắt đầu theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị, hơn 19 giờ tối qua đã xảy ra cháy lớn tại nhà sách Tuấn Minh thuộc phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, thiêu rụi nhiều tài sản. Vào thời điểm trên thì ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội trong nhà sách, việc chữa cháy tại chỗ bất thành. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Đến hơn 21 giờ tối qua, đám cháy đã cơ bản được khống chế, nhưng nhà sách đã bị đổ sập. Nguyên nhân và thiệt hại do vụ cháy gây ra đang được điều tra làm rõ. Dạ thưa quý vị, với tình trạng nắng nóng kéo dài như hiện nay thì nguy cơ xảy ra cháy nổ là rất lớn. Dạ đúng là như vậy. Và đáng nói hơn là trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nói chung và thành phố Biên Hòa nói riêng, trong những ngày qua liên tục xảy ra nhiều vụ cháy do đốt rác và cỏ khô. Trong đó có những vụ cháy từ rác và cỏ khô uy hiếp người dân, thậm chí là đốt cháy cả kho xưởng của doanh nghiệp. Kho xưởng của công ty cổ phần Kim khí Long An tại khu phố 2, phường An Hòa, thành phố Biên Hòa chỉ còn là bãi sắt dụng sau khi xảy ra cháy lớn vào chiều tối ngày 18 tháng 3 vừa qua. Bên cạnh đó, nhiều hàng hóa máy móc trong công ty cũng đã bị thiêu rụi hư hỏng, gây thiệt hại nặng nề về tài sản của doanh nghiệp. Đáng nói, vụ cháy ở công ty này bước đầu được cơ quan chức năng xác định nguyên nhân là do ngọn lửa bắt nguồn cháy từ bãi cỏ khô phía sau công ty. Theo đó, khi bãi cỏ khô và nhiều rác thải tự phát bùng cháy đã nhanh chóng cháy lan vào công ty từ phía sau và ngọn lửa bao trùm công ty chỉ trong thời gian rất ngắn. Qua thì cũng công tác là chỉ đạo công tác là kiểm tra với ban chỉ đạo phòng cháy cháy của phường để tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở khác cũng như là các hộ dân kinh doanh trên địa bàn. Sau đó là cũng có cái tuyên truyền đến từ các 4 khu phố và các người dân để là tăng cường công tác phòng chống cháy nổ. Theo Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ thành phố Biên Hòa, từ đầu năm 2024 đến nay đã có chục vụ đốt rác và cỏ khô trên địa bàn. Trong đó có nhiều vụ cháy cỏ quy mô lớn, diện tích bị cháy rộng, mức độ cháy lớn đã trực tiếp đe dọa đến sự an toàn đối với nhiều hộ dân, cơ sở kinh doanh. Điều này cho thấy thói quen đốt rác và cỏ khô tự phát vẫn còn phức tạp, và thật sự là mối hiểm họa thường trực, nhất là các xã phường vùng ven của thành phố có quỹ đất trống nhiều trải dài như Tam Phước, Long Bình, Phước Tân, Tân Biên. Mùa khô này thì là rất nguy hiểm, thì riêng cái mấy bãi đất trống có cỏ đã khô thì là cũng có nhắc nhở và chỉ đạo với lại 13 trưởng khu phố là đi khảo sát thường xuyên. Rồi có bãi đất trống mà có cỏ nhiều thì báo về phía ủy ban để ủy ban có hướng dẫn chỉ đạo xử lý. Trước tình hình trên, các ngành chức năng đang tăng cường những biện pháp phòng cháy chữa cháy một cách hiệu quả, trong đó có công tác phòng cháy chữa cháy từ đốt rác cỏ khô. Bên cạnh đó, mỗi người dân cũng cần nêu cao tinh thần ý thức trách nhiệm, phân loại, thu gom rác thải đúng quy định, không đốt cỏ rác vào mùa khô để phòng ngừa nguy cơ quả quạng. Năm nay, sự kiện tắt đèn trong vòng 1 giờ hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất diễn ra từ 20h30 phút đến 21h30 phút tối qua 23 tháng 3 nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội và góp phần vào nỗ lực chung của thế giới trong vấn đề tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu. Ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh,
hạn chế sử dụng điện và thay thế bằng những ngọn đèn dầu là một trong những hình thức mà các hàng quán tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2024. Theo ghi nhận tại các tuyến đường như Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch thuộc trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, để hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất 2024, các hàng quán đã tắt điện, chỉ sử dụng nến hoặc đèn dầu để thắp sáng không gian khu riêng quán. Chúng ta sẽ cố gắng hạn chế điện nhất có thể và chúng ta sẽ hưởng ứng và sử dụng đèn dầu. Khách hàng đến nay, khách hàng cũng sẽ có được cái ý thức trong câu chuyện chúng ta sẽ gìn giữ và tiết kiệm nguồn năng lượng điện. Tuy là một cái khoảng thời gian ngắn nhưng nó sẽ tạo được cái câu chuyện ý nghĩa. Không chỉ ở các hàng quán, tại nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, hàng trăm người dân và du khách đã cùng nhau tham gia vào chương trình hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất 2024. Đúng 20 giờ 30 phút, sân khấu tại đây hạn chế sử dụng các thiết bị điện chiếu sáng. Các tiết mục văn nghệ đều được trình diễn với độ chiếu sáng đèn điện thấp. Người dân và khách tham quan đa phần dùng đèn flash từ điện thoại để chiếu sáng. Không chỉ tắt đèn trong vòng 1 giờ, chiến dịch giờ trái đất còn lan tỏa đi thông điệp bảo vệ trái đất, bảo vệ môi trường sống của chính chúng ta. Từ những hành động nhỏ như tái chế hoặc tái sử dụng bao ni lông, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, tiết kiệm nguồn nước. Thưa quý vị, tại Đà Nẵng, tối qua, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh thành phố Đà Nẵng đã triển khai thử nghiệm chương trình chiếu phim ngoài trời miễn phí bên bờ sông Hàn. Đông đảo người dân và du khách hào hứng theo dõi bộ phim Thầu Chính ở Sim, bộ phim lịch sử về Bác Hồ, được chọn chiếu mở màn cho chương trình Cửa sổ điện ảnh dành cho cộng đồng này. Dù 19 giờ 30 phút mới bắt đầu chương trình, nhưng từ chập tối, khu vực rạp chiếu phim ngoài trời trên dĩa hè bờ Tây sông Hàn đã tập trung rất đông người. Đây là số đầu tiên của chương trình Cửa sổ điện ảnh do Trung tâm Văn hóa Điện ảnh thành phố miễn phí phục vụ người dân và du khách. Cuộc xem phim như thế này là cực kỳ, mà thật cuộc không khí nó trong lành, nó lại là thoáng mát, cái quang cảnh rất chưa từng thấy, chưa từng có. Lần đầu tiên em được xem ở trong một cái không gian ngoài trời như vậy, với bên cạnh một cái dòng sông Hàn rất là đẹp và thơ mộng. Hàng trăm chiếc ghế đá được ban tổ chức chuẩn bị phục vụ khán giả nhưng vẫn không đủ. Có người còn tự mang theo ghế ngồi và nhiều người không ngại ngần ngồi luôn trên dĩa hè say sưa theo dõi bộ phim. Em cảm thấy rất là ý nghĩa bởi vì không chỉ là truyền thông ở trên cho phim ảnh mà còn là tất cả mọi người đều cùng được xem, cùng được hiểu thêm về lịch sử cũng như là biết thêm về cái con đường mà cứu nước của Bác. Cửa sổ điện ảnh là một trong những chương trình được triển khai nhằm đa dạng hóa các hoạt động trên trục văn hóa lễ hội hai bên bờ sông Hàn và mở đầu cho chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 49 năm giải phóng thành phố Đà Nẵng. Đây là hoạt động thí điểm chúng tôi tổ chức năm này sẽ được 4 số, mỗi quý một số. Nếu mà đánh giá lại hiệu quả thành công thì chúng tôi sẽ nhân rộng mô hình này đến khắp nơi trên địa bàn thành phố. Đồng thời cũng muốn mang cái điện ảnh đến với gần công chúng hơn, đặc biệt là các mảng đề tài lịch sử cách mạng. Với cách làm mới mẻ, địa điểm thuận lợi và không gian check-in độc đáo, rạp chiếu phim ngoài trời miễn phí bên bờ sông Hàn đã mang lại hiệu ứng tích cực ban đầu trong việc thu hút công chúng, đặc biệt là giới trẻ, tìm hiểu về truyền thống lịch sử cách mạng thông qua điện ảnh. Thưa quý vị và các bạn, ngay từ những tháng đầu năm, diêm dân ở Hòn Khói, thị xã Ninh Hòa, nơi sản xuất muối lớn nhất của tỉnh Khánh Hòa, luôn nhộn nhịp cảnh diêm dân ra ruộng tất bật thu hoạch muối. Diêm dân phấn khởi vì giá muối ở mức cao. Đây chính là hình ảnh vừa được ghi nhận tại các cánh đồng muối ở phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa. Tuy nắng gay gắt, nhưng trên cánh đồng muối rộn ràng tiếng nói cười của những diêm dân đang thu hoạch muối. Thời tiết thuận lợi, muối bán được giá cao nên hầu hết người làm muối thời điểm này đều có lãi. Từ đầu năm đến nay, giá bán muối tăng cao gần 3.000 đồng một ký. Sau khi trừ hết chi phí, mỗi năm, 1 hectare muối mang về lợi nhuận hơn 150 triệu đồng, khiến diêm dân rất phấn khởi. Hiện tổng diện tích sản xuất muối ở thị xã Ninh Hòa là 720 hectare. Trong đó, hầu hết diêm dân đều làm muối trên nền bạc, nên sản lượng muối tăng nhiều, gần 30.800 tấn, cao hơn nhiều so với 22.000 tấn của vụ muối năm trước.
Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau diễn ra vào các ngày 13, 14 và 15 tháng 2 âm lịch hàng năm với nhiều hoạt động đặc sắc mang nét đặc trưng của cư dân miền biển. Dân và được biết năm nay lần đầu tiên Cà Mau tổ chức hội thi giá lưới và bơi thuyền thúng tại lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc, thu hút nhiều ngư dân tham gia với không khí rất sôi nổi. Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Được hình thành cách đây 99 năm, từ năm 1925, nhưng đây là lần đầu tiên ban tổ chức chọn môn thi giá lưới và bơi thuyền thúng đưa vào phần hội của lễ hội này. Thông qua hội thi nhằm giúp cho nhiều phụ nữ có thêm kiến thức, nâng cao tay nghề giá lưới, cũng như giúp các ngư phụ có những phản ứng nhanh lẹ trong việc sử dụng thuyền thúng trong quá trình ra biển hoạt động. Hội thi thu hút nhiều người dân tham gia và đông đảo người dân đến xem, cổ vũ với tinh thần vui tươi, phấn khởi. Tận dụng rau củ quả thừa từ các chợ và nông trại, một nhóm bạn trẻ ở thành phố Đà Nẵng đã tạo ra các sản phẩm mực viết và màu vẽ. Sáng kiến này đã được triển khai rộng rãi và đạt được nhiều giải thưởng dành cho sự sáng tạo không ngừng của những người trẻ yêu môi trường. Thoạt nhìn thì những loại màu nước này không khác gì những sản phẩm hiện đang bán trên thị trường. Qua thử nghiệm, loại mực từ sản phẩm thiên nhiên cho thấy độ bám và khô nhanh hơn so với mực truyền thống, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho người sử dụng và lên màu đẹp mắt. Bắt đầu nghiên cứu từ tháng 6 năm 2023, nhóm bạn trẻ tiến hành quan sát thực tế tại các chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và nhận thấy lượng rác thải từ rau củ quả bỏ đi rất lớn. Các sinh viên đã thực hiện nghiên cứu để sản xuất mực viết và màu vẽ mỹ thuật. Cái thời gian đầu nghiên cứu thì chúng em rất là chật vật bởi vì nguồn nguyên liệu nó chưa có đảm bảo cũng như là những kỹ thuật tách chiết. Vì đây là kỹ thuật tách chiết anthocyanin nó không mới tại Việt Nam. Tuy nhiên cái quy trình biến anthocyanin thành mực viết hoặc là màu vẽ thì vô cùng mới và nó lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Trải qua nhiều lần thí nghiệm, nhóm đã tiến hành khảo sát hàng trăm người dùng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để kiểm định sản phẩm. Dự án cũng thu hút sự chú ý của cộng đồng mỹ thuật và giới chuyên môn trong ngành quá ứng dụng. Hiện nay thì mực thực vật Binz đang được thử nghiệm tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, các nơi bán dụng cụ họa vẽ cũng như là những trường mầm non tại địa bàn thành phố Vũng Tàu và có dự định sẽ phát triển ra các tỉnh đồng bằng Nam Bộ. Chúng em thực sự hy vọng rằng mực thực vật Binz sẽ là tiền đề thúc đẩy xu hướng tiêu dùng xanh đối với nhóm khách hàng trẻ tuổi. Cái việc nghiên cứu khoa học cũng như là đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đối với sinh viên thì chúng tôi rất là chú trọng. Những cái sản phẩm mực viết bây giờ đang là một cái vật dụng rất là thiết yếu đối với cái cuộc sống của chúng ta. Anthocyanin thì lại là một chất màu thiên nhiên mà đã được công nhận mức độ an toàn có thể sử dụng trong cái mực cái phẩm màu cho thực phẩm. Việc tận dụng nguồn rau củ quả bỏ đi để tạo ra mực viết và màu vẽ mang lại lợi ích thiết thực với môi trường, góp phần thay đổi nhận thức và hành vi tiêu dùng xanh trong cộng đồng. Thời gian tới, nhóm sẽ tiếp tục cải thiện chất lượng sản phẩm, nghiên cứu thị trường và kêu gọi đầu tư để những lọ mực thiên nhiên tiếp cận rộng rãi hơn tới cộng đồng. Quý vị và các bạn, liên tục chương trình Người Đưa Tin 24 giờ trưa nay sẽ là những thông tin đáng chú ý sau đây. Bắt quả tang nhóm đối tượng thuê máy tính chiếm đoạt tài khoản Facebook để lừa đảo. Ấn tượng con đường qua 10 giờ ở Long An. Theo chân lực lượng tuần tra bảo vệ những cánh rừng cổ thụ ở Tuyên Quang. Mời quý vị tiếp tục theo dõi nội dung chương trình. Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng vừa kịp thời phát hiện ngăn chặn thành công nhóm thanh niên sử dụng dịch vụ Internet trong tiệm game để thực hiện hành vi chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để lừa đảo chuyển tiền. Công an phường An Hải Bắc phối hợp với đội cảnh sát hình sự Công an quận Sơn Trà tiến hành kiểm tra hành chính một tiệm Internet trên đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Nẵng. Qua kiểm tra phát hiện 3 thanh niên gồm Nguyễn Hữu Duy, Nguyễn Phước Lộc cùng 26 tuổi và Nguyễn Văn Sang, 28 tuổi, cùng quê ở tỉnh Quảng Trị, đang sử dụng mạng máy tính để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Qua làm việc, 3 đối tượng khai nhận đã hack tài khoản Facebook của một số người, sau đó dùng chính tài khoản đó để gửi tin nhắn cho nhiều người quen trên Facebook mượn tiền, đồng thời sử dụng tài khoản ngân hàng ảo do các đối tượng mua trên mạng để nhận tiền, và từ đó chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân.
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra và làm rõ. Tại hội thảo cung cấp thông tin về tác hại của thuốc lá mới, đại diện Bộ Y tế cho biết, thời gian qua các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp, nhưng việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá mới vẫn diễn ra phổ biến, tăng nhanh ở mức đáng báo động, nhất là trong giới trẻ. Ngành công nghiệp thuốc lá đang tuyên truyền coi đây là sản phẩm tốt hơn đối với sức khỏe so với thuốc lá điếu. Trong khi cơ chế vận hành tác hại đối với sức khỏe của thuốc lá thế hệ mới không thực sự giảm hơn so với thuốc lá truyền thống. Các chuyên gia y tế cho biết có 3 nhóm chất nguy cơ gây hại đối với sức khỏe trong thuốc lá điện tử, gồm nicotine, các hóa chất phụ gia và ma túy. Với nhiều hệ lụy có hại cho sức khỏe, Bộ Y tế cho biết sẽ có dự thảo văn bản trình Chính phủ và trình Quốc hội để sớm có biện pháp quản lý các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới thông qua việc ban hành nghị quyết cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thuốc lá nung nóng, thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá mới khác. Là cầu nối giữa miền Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Long An không chỉ mang dáng dấp của một thủ phủ công nghiệp trẻ năng động mà còn hội tụ nét đặc trưng thơ mộng và thanh bình của một vùng đất chính đồng nữa. Dân và những ai có dịp đi về xã quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An đều bất ngờ và thích thú trước con đường qua 10 giờ do vợ chồng một lão nông trồng. Sở dĩ con đường này được người dân địa phương ví von là con đường hạnh phúc vì thẳng qua 10 giờ bao phủ con đê dài 300 mét, được dân trồng chăm sóc từ nhiều năm bởi vợ chồng một lão nông. Đây cũng là niềm vui tuổi xế chiều của vợ chồng ông. Đường nhỏ nhưng dọc hai bên là bạt ngàn đồng lúa. Đến đây từ 9 giờ đến 10 giờ sáng cũng là lúc qua 10 giờ bung nở, rực rỡ giữa đồng xanh vô cùng thơ mộng. Nhiều du khách đặc biệt là giới trẻ khi có dịp đến Long An đều không quên ghé qua nơi đây để ngắm qua, chụp ảnh, cảm nhận vẻ đẹp của một vùng quê thanh bình. Thưa quý vị, trong khi đó thì núi Ba Vì, một dãy núi nằm ở huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, với độ cao khoảng 1.296m so với mực nước biển, nơi đây có môi trường tự nhiên đa dạng và phong phú, là nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật. Và thế núi Ba Vì vững chãi sừng sững, các đỉnh núi vừa có dáng hùng vĩ lại vừa có thảm thực vật xanh mướt quanh năm. Sau đây mời quý vị cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh về ba đỉnh cao nhất của núi Ba Vì. Theo các nhà nghiên cứu khoa học, dãy núi Ba Vì được tạo lập bởi sự xâm thực chia cắt các thềm đá gốc sông Hồng. Tại đỉnh vua cao 1.296m so với mực nước biển, đỉnh cao nhất núi Ba Vì, đặt đền thờ Bắc Hồ và tòa bảo tháp 13 tầng. Đỉnh Tản Viên cao 1.227m, đỉnh cao thứ hai, nằm dưới một mái núi thắt cổ bồng là núi Tản Viên. Đền thượng nằm trên đỉnh Tản Viên, còn gọi là Chính Cung Thần Điện, nơi thờ Đức Thánh Tản Viên Sơn. Đỉnh Ngọc Hoa cao 1.131m, cao thứ ba trong dãy núi Ba Vì. Khí hậu nơi đây điển hình bởi sương mù bao phủ gần như quanh năm. Nơi đây có hệ thực vật phong phú, đa dạng, đã ghi nhận 2.181 loài thực vật bậc cao. Trong đó có nhiều loài cây quý hiếm như là bách xanh, thông tre, sến mật, giỏi lá bạc, quyết thân gỗ, bát giác liên. Thưa quý vị, Tuyên Quang là một trong những địa phương có tỷ lệ độ che phủ rừng cao nhất cả nước, luôn duy trì trên 65%. Và để bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng, tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng được hệ thống các tổ đội bảo vệ rừng ngay từ thôn bản, thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát trong khu vực được giao. Trời còn tối, cán bộ kiểm lâm, nhân viên tuần rừng đã phải dậy để chuẩn bị cho một buổi tuần rừng. Ngoài cá khô, cơm nắm, còn có lương thực, nước uống, thuốc men, sẵn sàng cho trường hợp chuyến tuần rừng kéo dài. Đảm bảo cho chuyến tuần rừng từ 1 đến 2 ngày, anh em cũng chuẩn bị rất là kỹ càng. Và công tác đi rừng rất là tuyệt vời. Hành trình tuần rừng của đội kiểm lâm lần này phải đi qua khu vực lòng hồ, vượt qua nhiều dốc đá treo leo, tiến vào vùng lõi. Mỗi chuyến tuần rừng kéo dài từ 1 đến 2 ngày, nhưng cũng có thể kéo dài đến cả tuần, khó khăn và nguy hiểm. Yêu màu xanh của những cánh rừng nên là việc tuần tra rừng ấy, thì là gắn liền với cuộc sống thường ngày của chúng tôi. Trong cái công tác tuần tra kiểm tra rừng thì khi gặp những cái công việc xảy ra thì anh em tôi phối hợp và cũng ngăn chặn triệt để. Trên cái tuyến tuần tra mới có phát hiện xảy ra vi phạm về lâm luật. Huyện Lâm Bình là địa phương có độ che phủ rừng cao nhất của tỉnh Tuyên Quang và có nhiều loại cây quý hiếm, hàng ngàn năm tuổi.
Vì vậy, việc đảm bảo tuần tra, kiểm soát giữ gìn những cánh rừng luôn được chính quyền và lực lượng chức năng đặc biệt chú trọng. Trên địa bàn huyện Lâm Bình có trên 76.000 ha rừng, trong đó là có trên 67.000 ha rừng tự nhiên với khối lượng công việc rất là lớn. Thì trong những năm qua thì cán bộ công chức hạt kiểm lâm huyện Lâm Bình luôn luôn đoàn kết để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, duy trì độ che phủ rừng trên 78%, cao nhất toàn tỉnh. Tỉnh Tuyên Quang hiện có 1.644 tổ đội bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng thôn bản với trên 14.400 thành viên, có 138 đội cơ động phòng cháy chữa cháy rừng với hơn 2.500 người. Những bữa ăn vội vã, những nguy hiểm luôn rình rập vẫn không ngăn được những bước chân của cán bộ kiểm lâm, nhân viên tuần rừng. Nhờ những tấm lòng với rừng, nhiều năm qua, những cánh rừng của Tuyên Quang vẫn luôn được bảo vệ. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Để xem lại chương trình này, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên Google Play và App Store. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.